ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bến Tre đã đến thăm và tặng quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động tháng công nhân và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 do Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tổ chức. Tham gia với chương trình có ông Bùi Giang Bia, trưởng ban dân dân tỉnh ủy. Ban tổ chức đã thăm hỏi và tặng quà cho hai công nhân lao động bị tai nạn lao động ở công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Alliance One, khu công nghiệp Giao Long và ba công nhân lao động ở công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế, khu công nghiệp An Hiệp, quyền Châu Thành. Trong tháng công nhân năm nay, có tổng cộng 169 công nhân lao động có tỷ lệ thương tật từ 35% trở lên, được hỗ trợ mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm. Tại chương trình thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh, hàng năm, tháng công nhân được các cấp quỹ đảng, chính quyền và công đoàn xem đây là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện nhằm quan tâm chăm lo tốt cho công nhân lao động và đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong tháng công nhân có nhiều hoạt động ý nghĩa được lãnh đạo tỉnh và các cấp công đoàn thực hiện như đối thoại người lao động chăm sóc sức khỏe trao quà hỗ trợ và động viên người lao động ở các đơn vị các doanh nghiệp có nhiều cách làm hay hiệu quả chăm lo tốt về vật chất tinh thần cho công nhân lao động đang làm việc đồng thời lãnh đạo tỉnh mong muốn tổ chức công đoàn và doanh nghiệp tiếp tục chăm lo hỗ trợ người lao động tạo môi trường làm việc an toàn thuận lợi cho công nhân lao động an tâm làm việc Mỗi người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, sáng tạo tăng năng suất lao động vì sự phát triển của công ty doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đại diện các doanh nghiệp cảm ơn lãnh đạo tỉnh và công đoàn đã thăm trao hỗ trợ cho công nhân lao động của đơn vị, hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động làm việc, tạo ra các sản phẩm có chất lượng để tăng thu nhập và phát triển kinh tế. Dịp này, ban tổ chức trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2023. Lãnh đạo tỉnh trao quà lưu niệm và chúc các công ty doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để cùng tỉnh phát triển thời gian tới.